Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Dậu tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh sơn hạ hỏa ngày Đinh Dậu, tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm sơn hạ hỏa kỷ tuổi Tân Mão, Quý Mão ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ, thành kim cục xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Âm Đức tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nhân Cách xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao Vạn Vong kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, sao Cửu Không kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao Hiền Vũ kỵ về an táng, sao Tội Chỉ xấu đối với tế tự, tố tụng, sao Thiên Địa chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ, sao Phụ Đầu Giáp kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung. Điều này sẽ đem lại nhiều tác động xấu lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Do đó, với bạn tuổi Tý, bạn cần phải hết sức cẩn trọng khi bắt tay vào công việc, đồng thời phải có lòng đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện gây cản trở cho công việc của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý, bạn cũng có thể yên tâm được rằng nếu như mình luôn tập trung vào công việc mà mình đang làm thì chắc chắn sẽ hạn chế được những sai sót xảy ra. Và trải qua những khó khăn, thử thách cũng là cách giúp cho bạn tuổi Tý rèn luyện được bản thân mình để trở nên xuất sắc hơn nữa. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này cũng cho thấy với bạn tuổi Tý vốn là người thông minh và điềm tĩnh, mọi người xung quanh hiểu rõ và luôn tin tưởng vào bạn. Vì thế mà chẳng ai lại tin vào những lời đồn bịa đặt vô căn cứ. Vì vậy với bạn tuổi Tý, bạn cần phải tự tin vào bản thân mình hơn nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hết sức cẩn thận khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, cẩn thận kẻo lại kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, thông minh và điềm tĩnh, được mọi người yêu mến. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tập trung làm việc để tránh những sai sót không đáng có. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 58, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy dưới sự giúp đỡ của ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người nhờ sự điềm tĩnh hiếm có của mình. Với bạn tuổi Sửu, bản mệnh có khả năng thuyết phục được lãnh đạo, nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn đang đứng ở vị thế lãnh đạo thì bạn này cũng cần phải tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Bạn cần phải quan tâm hơn tới nhân viên của mình để biết được điểm mạnh, điểm yếu của mọi người và từ đó đưa ra những yêu cầu công việc hợp với từng người nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người nhà của mình đang vô cùng là hòa hợp. Và cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, với bạn tuổi Sửu cũng không quên dành thời gian cho gia đình của mình. Và bạn biết rằng gia đình sẽ luôn cổ vũ giúp cho mình vững vàng trước những sóng gió của cuộc đời nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim tạo được uy tín với mọi người, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy quyết đoán hướng mọi người theo hướng đi đúng đắn, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa cần phải trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ luôn quan tâm tới người thân, gia đình của mình, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc cần phải điềm tĩnh, chín chắn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 95, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn sẽ gặp không ít bất lợi trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình. Tử vi cho thấy trong ngày này với bạn tuổi Dần rất có thể sẽ gặp những tai họa bất ngờ xảy ra và điều này sẽ khiến cho bạn mệnh phải thiệt hại một số tiền khá lớn. Với bạn không lường trước được những chuyện có thể xảy ra và lơ là, mất cảnh giác. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần, sự cẩu thả cũng là một phần nguyên nhân khiến cho công việc của bạn trở nên rối rắm và với bạn sẽ khá chật vật để có thể sắp xếp chúng vào trật tự như mong muốn. Và nếu như bạn vẫn chưa tìm được đường hướng thì hãy hỏi những người có nhiều kinh nghiệm đi trước mình nhé. Trong vận trình ngày thứ 6 này, bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này làm cho bạn cũng đang có điềm báo và ngày hôm nay không phải là một ngày may mắn cho chuyện tình cảm của bạn. Bạn mệnh có thể sẽ gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình hay là bạn bè về nửa kia của mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy gặp không ít bất lợi trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu, tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa có thể thiệt hại số tiền khá lớn do tai họa bất ngờ ập đến, tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ không lường trước được những chuyện có thể xảy ra, tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc sự cẩu thả khiến cho công việc của bạn trở nên rối rắm hơn, tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim tình cảm gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 53, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Mão đang có điểm báo sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn với người khác. Đồng nghiệp không hiểu ý nhau khiến cho công việc của bạn không được thuận lợi hay bị cản trở hoặc là gặp xui xẻo không thu về thành quả xứng đáng, còn rất dễ bị xa lánh nữa. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, đây cũng không phải là ngày thích hợp để cho bạn đầu tư về tài chính. Đối tác có thể đưa ra những yêu cầu bất hợp lý khiến cho mối quan hệ của đôi bên trở nên căng thẳng hơn. Với bạn mệnh tuổi Dần cần phải thận trọng, không nghe lời của người khác mà phải tự mình tìm hiểu, đừng có quá tin kẻo lại gặp phải rủi ro lớn, tác hại không lường trước được. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có kim khắc với mộc, điều này làm cho bạn cũng đang có điểm báo các chuyện tình cảm của bạn sẽ gặp nhiều sóng gió. Với bạn tuổi Mão nên cẩn thận, kẻo lại có kẻ xiên vào chuyện tình cảm của mình. Bạn cần phải đề phòng những kẻ ác đang loanh quanh với nửa kia, kẻo lại hạnh phúc của bạn bị đổ vỡ lúc nào không hay nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đồng nghiệp không hiểu ý nhau khiến cho công việc của bạn gặp trục trặc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không thu về được thành quả xứng đáng, dễ bị người khác xa lánh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, ngày hôm nay không phải là ngày thích hợp để đầu tư về tài chính. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm gặp nhiều sóng gió, đề phòng có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 54, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy hoang mang, mơ hồ vì chưa định hướng được cho mình hướng đi đúng đắn. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, khi đưa ra quyết định hoặc là lựa chọn, bạn cần phải xác định rõ điểm mạnh của mình hoặc là điều mà mình mong muốn là gì, rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Với bạn tuổi Thìn cũng có thể hội những ý kiến của người đáng tin cậy, giàu kinh nghiệm hơn mình để có được những cách hà làm hay bước đi đúng đắn và nhanh nhất cho mình nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước những khó khăn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, chưa xác định được điều mình thực sự mong muốn là gì. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đừng có chần chừ, do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, suy nghĩ, cân nhắc về những điều mình thực sự muốn và cần. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng được ổn định, hai người hay chia sẻ với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu tra mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ có được cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ nhờ các thần mang tới cho bạn.
Việc hợp tác kinh doanh được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính của bạn được cải thiện vào lúc này sẽ là rất cần thiết để giúp cho bạn giảm đi sự căng thẳng và lo lắng lúc này nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ không có lợi cho công việc của bạn. Có lẽ với bạn tuổi Tỵ, bạn sẽ muốn tận dụng thời gian trước mắt để nhìn lại hành trình của mình đã trải qua và đánh giá lại mục tiêu hiện tại của bản thân, sau đó quyết định thứ gì nên bỏ đi và thứ gì nên tiếp tục theo đuổi nhé. Ngày này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này còn khiến cho bản mệnh khó kiềm chế được bản thân, với tinh thần không được ổn định, tính khí nóng nảy, dễ nông nổi, nặng lời với cả những người thân trong gia đình. Và đây là nguyên nhân khiến cho họa có cảm giác bị tổn thương nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, hợp tác kinh doanh được thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tài chính được cải thiện, giúp cho bạn giảm đi sự căng thẳng, lo lắng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, nên đánh giá lại mục tiêu hiện tại của bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tinh thần không được ổn định, tính khí nóng nảy. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 28, số 67, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ hứa hẹn đây là một ngày sẽ có nhiều bất ngờ thú vị dành cho bạn. Và có thể nhờ đó mà bạn tuổi Ngọ sẽ duy trì được tâm lý thoải mái và lạc quan trong suốt cả ngày. Công việc của bạn hoàn thành được nhanh chóng, hiệu suất được đảm bảo. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ, bản mệnh còn có được vận may khá là lớn về tiền bạc khi bạn đang gặp được ngày có thực thần, dẫn đường, chỉ lối, mang theo tài lộc tới tận nhà về cho bạn. Và bạn tuổi Ngọ có được cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay ra nắm bắt sẽ có thể thay đổi được vận mệnh của đời mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, điều này sẽ không có lợi cho con đường tình duyên của bạn. Tình duyên gặp nhiều rắc rối khi có người thứ ba xuất hiện, có thể là nguyên nhân bắt nguồn từ phía bạn hoặc là người ấy. Gia đạo bất hòa khi có hiểu lầm, xích mích kéo theo liên quan tới những người xung quanh nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim có thể sẽ đón nhận nhiều bất ngờ thú vị trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy duy trì tâm lý thoải mái và lạc quan suốt cả ngày. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, công việc hoàn thành nhanh chóng, hiệu suất đạt được đảm bảo. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ có được vận may khá lớn về tiền bạc, tài lộc đến tận nhà. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tình duyên gặp nhiều rắc rối khi có người thứ ba xuất hiện. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ vào nghề phụ, nghề tay trái của mình. Và đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Và bạn có thể tự tin thưởng cho mình một món quà để cổ vũ về mặt tinh thần hơn nữa. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, một số người có được may mắn khi có được cát tinh trợ mệnh có thể sẽ phát tài nhanh chóng bằng những trò chơi may rủi. Nhưng tốt nhất là với bạn tuổi Mùi, bạn không nên sống phụ thuộc hoặc là lún quá sâu vào những trò chơi may rủi như thế này.
bạn cần phải nghiêm túc lao động và gặt hái thành quả do chính mình tạo nên. Có như vậy, tài sản của bạn mới được bền vững và giàu có lâu dài nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và những thành viên trong gia đình đang rất hòa hợp với nhau. Với bạn tuổi Mùi, bạn luôn là người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bạn hiểu rằng tình thân là điều quý giá nhất ở trên đời và tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có thể sẽ phát tài nhanh chóng nhờ vào những trò chơi may rủi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa không nên sống phụ thuộc vào vận may quá nhiều. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ có được sự hòa hợp, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho công việc của bạn có được nhiều khởi sắc đáng kể. Với bạn tuổi Thân, bạn cho thấy sự năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến cho người khác phải thán phục và kính nể. Nhờ vào năng lực mà bạn vươn lên, gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng của bản thân mình trong tập thể nữa nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân, tài lộc của bạn vì thế mà khá là vượng. Chính tài được ổn định, thứ tài có được sự may mắn, bản mệnh làm ăn rộng rãi, chữ tín được nâng cao, ngày càng phát tài, phát lộc, có nhiều mối hàng, bạn hàng đáng tin cậy. Và khi đang nhận về nhiều lộc lá, với bạn tuổi Thân nên dành một khoản để làm từ thiện, tích thêm phúc đức cho bản thân và cho gia đình của mình nữa. Xem tử vi cho thấy, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Ngày này là ngày Lâu Kim Cẩu, Lưu Long, Tốt, Kích Tú, Tướng Tinh Quân Chúa, chủ trì ngày thứ 6. Nên làm những công việc như là khởi tạo mọi việc đều tốt, tốt nhất là xây dựng, trổ cửa, cất lầu, làm nhà, tháo nước, các vụ việc liên quan tới thủy lợi, cắt áo, kiên cự đóng giường, lốt giường, đi đường thủy. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, nếu như có công việc xuất hành đi xa thì bạn cũng cần phải chú ý, ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn, tránh được những rủi ro xảy ra với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc có nhiều khởi sắc đáng kể. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa có được sự năng động, quyết đoán và mạnh mẽ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, làm việc đâu ra đấy, khiến cho người khác phải thán phục và kính nể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tài lộc được ổn định, làm ăn dễ phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên siêng năng làm từ thiện, tích thêm phúc đức cho bản thân và cho gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 36, số 86, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu có thể sẽ đánh mất đi cơ hội thăng tiến của mình trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Dậu vì tính háo thắng bốc đồng của mình mà gây ra nhiều trở ngại cho công việc, cấp trên nhìn bạn bằng ánh mắt khác. Bản mệnh suy nghĩ quá nhiều thứ không cần thiết, khiến cho chuyện đang đơn giản lại hóa ra phức tạp, tình hình ngày càng thêm cam go hơn với bạn nhé.
Lại thêm, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan ngáng đường. Điều này làm cho cái chuyện kinh doanh, buôn bán của bạn gặp nhiều cản trở, với những kế hoạch của bạn diễn ra không như dự kiến ban đầu, làm cho bạn phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mới tạm ổn mà kết quả vẫn không mấy khả quan. Trong ngày này, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Dậu vẫn chưa có được nhiều chuyển biến tốt đẹp. Cái tôi quá cao của cả hai bạn khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng lên đến đỉnh điểm. Hai bạn cảm thấy chán nản và chẳng muốn nói chuyện với nhau nữa. Chiến tranh lại bùng nổ khiến cho khoảng cách của hai người ngày càng lớn dần hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có thể sẽ đánh mất đi cơ hội thăng tiến vì sự bốc đồng của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa suy nghĩ quá nhiều thứ không cần thiết, phức tạp hóa vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán gặp nhiều cản trở. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, vất vả ngược xuôi vì kế hoạch không diễn ra như dự tính ban đầu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm chưa có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 81, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay có thể sẽ gặp phải xung đột liên quan tới vấn đề về tiền bạc với một người quen nào đó. Và để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra với bạn tuổi Tuất, hãy tránh việc cho vay mượn về tiền bạc, tìm cách khéo léo để từ chối nếu không muốn vừa không lấy lại được tiền lại vừa mất đi tình cảm. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, bạn mệnh còn phải đau đầu và mệt mỏi vì chuyện gia đình của mình. Mâu thuẫn lục đục đã từ lâu, nhưng bạn cứ nghĩ đó là chuyện vụn vặt cho nên không mấy quan tâm. Đến khi ngọn lửa bùng cháy, khiến cho tình hình nghiêm trọng hơn bạn mới nghĩ, bạn mới nhận ra mình đã quá chủ quan nữa rồi. Ngày này, xem tử vi cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Nếu như bạn tuổi Tuất trong ngày này xuất hành đi xa thì bạn cũng cần phải chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để hạn chế những rủi ro, tăng cường sự may mắn cho mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ gặp phải xung đột liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ nên tránh việc cho vay mượn về tiền bạc nếu có thể. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc đau đầu về mệt mỏi vì mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim chớ chủ quan bỏ qua những mâu thuẫn vụn vặt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy xuất hành cầu tài được thuận lợi. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 84, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang lại cho bạn tuổi Hợi có được trí thông minh và sự kiên định trong công việc của mình. Bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn làm việc bằng lòng nhiệt tình và có trách nhiệm cao của mình, cho nên hiệu suất được nâng cao, bản mệnh có thể sẽ được đánh giá cao nhờ thái độ làm việc nghiêm túc của mình nữa nhé. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi, bạn còn có khả năng có được một khoản tiền kha khá trong tay, nhiều người sẽ nhận được lương hoặc là tiền làm thêm mà bấy lâu nay chưa được nhận. Với bạn tuổi Hợi, bạn nên dành ra một khoản tiết kiệm để phòng khi bất trắc xảy ra hoặc là những thời điểm khó khăn không thuận lợi trong tương lai.
Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thủy. Điều này sẽ giúp cho con đường tình cảm của bạn thêm phần được khởi sắc, đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa hai bạn ngày càng thêm bền chặt khi đôi bên luôn trân trọng đối phương. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa có được trí thông minh và sự kiên định trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ làm việc bằng lòng nhiệt tình và có trách nhiệm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc được đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim có được một khoản tiền kha khá trong tay, tài lộc khởi vượng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 96, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng thích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.